Xin chào toàn thể mọi người. Hôm nay em làm cái clip này chia sẻ với mọi người bắt được cái thủ phạm. Thủ phạm mà khi mà cắt cây bảo sao mà cứ không thấy mầm. Đó. Bên này nó lại hết rồi này. Đấy, nhưng bên này là cứ mầm ra đâu là hết lên đấy. Sau khoảng một tuần không để ý cái đây cứ mầm nảy ra là bị vặn cụt hết đây các bạn này đây. Đó. Sau khi kiểm tra thì những cái cành ở trên cao ấy, thì là lá là đến đâu là lên đến đấy rồi, những cái cành ở dưới thấp này thì bị cụt hết mầm. Đây không chỉ một cây mà ba cây đều bị đấy, ví dụ như cái cành này ở trên cao xa này thì lá là lên rồi, nhưng mà đây dưới đây là cứ lấy ra là bị cụt. Đây cây này, cây này rõ nhất này. Đây, những cái cành dưới này đây cụt hết lá này. Đấy, những cành ở trên cao thì nó lên lá như thế này rồi. Mấy hôm bận quá bỏ bê thành ra là không để ý đến. Sau khi mà kiểm tra thì phát hiện là toàn bị ốc sên ăn thôi. Còn ốc sên là ốc sên bé đấy. Đó, chứ không phải là loại to đâu, to đùng đâu. Ốc sên bé tí đấy. Nó như kiểu cái đây. Đây nó đây. Đấy, đây là thủ phạm này. Cái loại này nó nhiều lắm. Ban ngày nó chúi hết vào dưới đất rồi gốc cây các khe lắm. Cho nên là mình không phát hiện ra. Ban đêm mới bắt đầu sẩm tối là nó bắt đầu nó bò ra. Loại này chuyên ăn mầm cây, dễ lan, các cái dễ non đấy. Đấy. Sau khi phát hiện ra thủ phạm này em tiến hành xử lý chúng. Thì đi ra cái chỗ bán thuốc bảo vệ thực vật ấy, nó này không có ở đây, nó không có cái loại đặc trị riêng cho bọn này. Đó. Thế là em mới mua luôn cái thuốc diệt ốc dù vàng ấy, của lúa. Thế đấy quê nó nhiều. Đây, cái này nó ra bao nhiêu mầm mà nó cắn cụt hết rồi. Không thể nào lấy lên được này. Đấy. Em mới mua cái thuốc diệt ốc bưu vàng đấy cho lúa đấy. Bắt đầu về tiến hành phun từ tối qua, sáng nay là cũng thấy chết la liệt đây này. Nên khả năng là hiệu quả thôi. Đây các bác, em tỉ bên này nó chết này. Đây này. Đó. Chết nhiều lắm đây này. Đó. Đây này. Ừ. Đây nữa này. Đây này. Rất là nhiều. Cái này không trách cứ mưa một hai hôm là ra bầm nào hết bầm đấy. Đây này. Đấy, chết này, ruột này vẫn còn đây này. Đây này. Đây. Chúng còn đang chúi đây. Đây này, đây con này không biết chết chưa đây. Cũng chết hết rồi. Đấy. Đây là trong cái khe này. Rất là nhiều. Ui giời, trên đây. Đây này, trên thân này. Các bạn này, trên thân này. Đó, đây nữa này. Đây, nó bỏ lên tận các cái hốc hang này. Đây. Nhiều lắm. Đây. Đây này, bỏ lên tận đỉnh này. Con này chắc cũng chết rồi đâu. Đấy, chết hết. Coi như là nó còn dính ở đấy thôi, nhưng mà chết hết rồi. Chứng tỏ là cũng hiệu quả đấy. Là mầm bắt đầu khả năng là 1-2 hôm thì nó sủi ra thôi. Em mua cái thuốc diệt ốc bưu vàng đấy. 50.000 mà cô chủ có vất cho mấy gói không biết. Hôm qua phun có một gói cho một bình, phun một bình 20 lít đấy. Phun thế mà sáng cái này ra thấy được chết hết rồi.
không xử lý mấy ngày không để ý là coi như mầm ra đâu hết đến đấy là cây là lụi đấy, bỏ cành đi chơi nguy hiểm lắm. Nên là khi mà cắt cành mà nó lẩy vào cái tầm xuân này, cuối đông đầu xuân này, cái lúc mà mưa ẩm ấy, mưa mấy ngày liên tục ấy, là cái bọn này nó tung hoành ác lắm, phải chú ý. Không là thôi, đây này các bác nhìn này, mầm ở cành này nó lớn như thế này và đây có lên được đâu đấy. Đây, tìm cái cây này nó cái khối xác này này, cả con bé tí ti cũng chết rồi này, xác của nó này. Hy vọng là sau đợt này là nó quét sạch được cái đám này. Nếu mà nó hiệu nghiệm thì chắc em phải phun cho mấy cái đám lan kia. Lan thì nó cũng cứ đậu ở các cái khe cái phun nó cũng chết thôi. Đấy, bên trên này, thì lá lẩy rất nhiều này. Nó cũng ở cái cành thấp này. Cành thấp này thì ra đâu là hết đấy đấy. Nay làm cái clip này chia sẻ là mọi người cũng quan tâm chú ý khi mà cắt cành nhé, bắt đầu nó nảy để ý lên cái đây, mấy chú ốc này chứ không coi đấy. Đây này các bác ơi, chết này, ui giời này, đây này chỗ này hai con này, đây này ba con này, đây này, 4 này, 5 này, đây này 6, 7 này, rất là nhiều này, 8 này, 9 này, ui giời, có mỗi cái chòm này chết la liệt này. Đây các bạn, ui giời, từ trong cái khe cái tôn mình nhấc lên đấy, rất là nhiều, nguy hiểm lắm. Đây là ba cái cây này cắt cùng nhau thế thành ra là nó bị cho nên mới biết sành răng nàng. Chứ phun cả cho cái cây mẫu đơn già khọn này, cây đơn này già nó để lốt ốc của bò này. Đấy. Đấy, chết, cây đơn này già lắm, đơn đỏ nhung ấy. Đây là mới cắt cái rễ to này, nó bắt đầu phóng rễ rồi đấy, cồn bệ sang năm cho vào cái chậu cái bé chơi lại đầy cành nhá, chơi tán lùn. Năm điền cầm rất là điệu, cái này thì già lắm, thân vặn cái này đang cắt đi làm lại, quả này còn có cái cây dễ làm thân cao rồi. Đó mini im bim
cái trà Phúc Kiến này, hôm trước em phun cả ở đây khả năng là nó cũng chết lên đây này. Trà Phúc Kiến đang lẫy rất mạnh, đang phong hoa. Xanh quê, xanh dây. Nam Điền. Ngô phôi Nam Điền già. Trực khoai hương. Mới cắt cút. Em này nó cũng nảy ra, nó cũng bị sên nó chơi này. Hôm qua phun thuốc ui giờ tao có sên to đùng này. Được các bạn, đấy. Đây này, đây, đây này. Ông phun nó ra nó sôi hết. Cái này là già, già lắm. Bệ đẹp. Nuôi 2 năm mới được cái cút đấy các bạn. 2 năm. 2 năm rồi mới giật một phát đấy. À chà, đây này. Đây, các bạn này. Đấy. Trên đây là vẫn còn dính ở trên ốc đấy. Rồi, video clip này quay mục đích là chia sẻ với các bác khi mà cắt cây đấy. Mà thấy mầm nó ra cứ bị cắt cụt mà để ý đến vắc xên này nhá. Mua thuốc. Thuốc diệt ốc bưu vàng cũng được. 50.000 4 5 gói thì hình như có 10.000 một gói thôi. À một phun. Các bác xem mà thấy yêu kênh thì đăng ký cho em đến để em phát triển kênh nha. Cảm ơn các bác. Đây gốc sam núi mà. Gốc sam núi. Đang làm gió lùa. Chào các bác nha, mong các bác ủng hộ kênh, ấn theo dõi và ấn like giúp em có thêm nhiều video gửi tới các bác nha. Cảm ơn các bác.